Chào các em, chúng ta đến với chương trình toán 6 tập 1 phần số và đại số chương 1 và về số tự nhiên. Ở bài số 1 này chúng ta sẽ học về tập hợp và phần tử của tập hợp. Như vậy thì cách học là thầy sẽ tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn các phần thực hành cũng như là bài tập. Còn phần khám phá thì thầy cô trên lớp sẽ hướng dẫn chúng ta. Rồi ok. Vậy là phần số 1 là chúng ta sẽ làm quen với tập hợp. Thì thầy cô trên lớp sẽ hướng dẫn chúng ta thế nào là một tập hợp, rồi phần tử tập hợp như thế nào. Thì ở đây các em chỉ sẽ ghi bài ở cái chỗ là thầy cô sẽ cho các em ghi bài ở cái chỗ phần 2 là các ký hiệu. Thì người ta thường dùng các chữ cái liên quan như là A, B, C vân vân để ký hiệu tập hợp. Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý, có nghĩa là không có theo một cái thứ tự nào hết, tùy ý chúng ta ha. Rồi, phần tử x thuộc tập hợp A được ký hiệu là x thuộc A. Để ký hiệu thuộc này thì các em thấy nó giống giống như chữ E nhưng mà nó bo cái góc tròn hơn ha. Rồi, chúng ta đọc là x thuộc A. Phần tử y không thuộc tập hợp A thì chúng ta ký hiệu là y, rồi ký hiệu thuộc và một dấu gạch chéo. Rồi chữ A, tập hợp A, đọc là y không thuộc A. Vậy chúng ta thấy là hả không thuộc thì nó sẽ có một dấu gạch xéo đè lên cái chỗ ký hiệu thuộc à, rất là đơn giản ha. Rồi, như vậy ở phần này chúng ta sẽ có cái phần thực hành. Một là chúng ta, người ta gọi M là tập hợp các chữ cái tiếng Việt có mặt trong từ gia đình. Như vậy người ta yêu cầu các em là câu A, hãy viết tập hợp M bằng cách liệt kê các phần tử. Câu B, các khẳng định sao đúng hay sai. Như vậy các em thấy là câu A người ta yêu cầu chúng ta viết một cái tập hợp M bằng cách là liệt kê các phần tử của cái từ gia đình này. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ làm giải quyết câu A trước ha. Rồi, đây là câu A. Thì chúng ta sẽ có tập hợp M bằng mở ngoặc nhọn A chấm phẩy ha, D chấm phẩy, Y chấm phẩy, G chấm phẩy, H chấm phẩy và N đóng ngoặc nhọn là đủ chữ gia đình, là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, nhưng mà các em thấy ở đây chỉ tập hợp M chỉ có nhiêu? Chỉ có 6 thôi, tại vì chữ Y nó đã lặp lại ha. Cho nên ở đây các em thấy chữ gia đình thì có 7 chữ cái, nhưng mà khi vào tập hợp M thì chỉ có 6 phần tử thôi. Vì chữ Y, chữ chỗ chữ gia và chữ Y chỗ chữ đình đó, nó đã lặp lại, cho nên chúng ta chỉ ghi một lần thôi nha, các em lưu ý. Rồi, ở câu B á, người ta hỏi chúng ta là phần tử A có thuộc M hay không, là đúng hay sai. Phần tử O có thuộc M là đúng hay sai. Phần tử B không thuộc M là đúng hay sai. Và phần tử Y thuộc M là đúng hay sai. Như vậy các em thấy là chúng ta sẽ dựa vào cái tập hợp M mà chúng ta đã liệt kê ở đây. Như vậy các em thấy là M gồm các phần tử của từ gia đình. Như vậy dựa vào đó chúng ta sẽ trả lời được cái ý ở câu B, nghĩa là gì? A thuộc M. Như vậy chúng ta nhìn coi A có trong cái chữ gia đình hay không? Có. Như vậy chúng ta khẳng định là A thuộc M là đúng. Rồi, O thuộc M. Như vậy chúng ta nhìn vô cái chữ gia đình không có ký tự O. Như vậy cái khẳng định là O thuộc M là sai. Rồi, tương tự B không thuộc M, chúng ta thấy chữ gia đình không có ký tự B, vậy là B không thuộc M, như vậy là khẳng định này đúng. Đã. Rồi, Y thuộc M, rồi đương nhiên rồi, như vậy là khẳng định này đúng. Như vậy ở đây có 4 khẳng định thì là có 3 khẳng định đúng và 1 khẳng định sai. Có nghĩa là chúng ta dựa vô trong cái tập hợp để chúng ta xác định xem một cái phần tử đó có thuộc cái tập hợp hay không. Rồi, chúng ta đến với phần số 3 là cách cho tập hợp. Thì chúng ta để cho một tập hợp thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ liệt kê các phần tử của tập hợp. Và cách thứ hai là chúng ta chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm cái thực hành số 2 là người ta sẽ cho chúng ta tập hợp E gồm các phần tử 0, 2, 4, 6, 8. Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp E.
và viết tập hợp E theo cách này. À, như vậy các phần tử, các tập hợp E các em thấy người ta đã cho theo bằng cách là liệt kê. Như vậy chúng ta sẽ viết bằng cách thứ hai, có nghĩa là sẽ viết ra cái tính chất đặc trưng. Rồi câu B thì người ta làm ngược lại, câu B người ta cho tập hợp B gồm các phần tử x sao cho, dấu gạch này chúng ta sẽ đọc là sao cho ha. X là số tự nhiên và x lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20. Hãy viết tập hợp B theo cách liệt kê tất cả các phần tử. Như vậy là câu B người ta đã cho cái cách thứ hai của cách viết tập hợp B. Bây giờ yêu cầu chúng ta viết cách thứ nhất. À, đó là cái thực hành số 2. Bây giờ chúng ta tìm hiểu lời giải nha. Rồi, như vậy câu A, tính chất đặc trưng là gì? Chúng ta dễ dàng nhận thấy là E gồm các số tự nhiên sao các em? Chẵn và nhỏ hơn 10. Như vậy chúng ta sẽ viết lại bằng cách là tính chất đặc trưng như thế nào? E bằng mở ngoặc nhọn x gạch đứng sao cho, x là số tự nhiên chẵn và nhỏ hơn 10, đóng ngoặc nhọn. À, x gạch đứng sao cho nha, chúng ta đọc là sao cho. X là số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10. Rồi, và ở câu B thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ liệt kê các phần tử của tập hợp B là như thế nào. X là số tự nhiên mà nó lớn hơn 10, như vậy nó sẽ là bắt đầu từ 11, đúng không? Rồi, và nó sẽ nhỏ hơn 20, như vậy là các phần tử của tập hợp B phở là 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19. Rồi, rất là đơn giản ha. Rồi, đó là bài thực hành số 2. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài thực hành số 3. Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên vừa lớn hơn 7, vừa nhỏ hơn 15. Người ta kêu chúng ta làm gì đây? A là hãy viết tập hợp A theo cách liệt kê, có nghĩa là chúng ta sẽ liệt kê các phần tử ra. Câu B, kiểm tra xem trong các số 10, 13, 16, 19, số nào là phần tử thuộc tập hợp A, số nào không thuộc tập hợp A. Câu C, gọi B là tập hợp các số chẵn thuộc tập hợp A, hãy viết tập hợp B theo hai cách. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải quyết từng ý một ha. Bây giờ chúng ta sẽ làm câu A. Rồi, viết tập hợp A theo cách liệt kê. Như vậy các bạn sẽ liệt kê tập hợp A bằng mẫu ngoặc nhọn lớn hơn, vừa lớn hơn 7 có nghĩa là bắt đầu từ 8 và nhỏ hơn 15, như vậy là từ 8 đến 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dừng lại ha. Rồi câu B, người ta kêu chúng ta kiểm tra xem trong các số 10, 13, 16, 19, số nào là phần tử thuộc tập hợp A, số nào không thuộc. Như vậy các em thấy là số 10 thuộc A, 13 thuộc A ha. 16 và 19, 16, 19 thì không thuộc A, như ký hiệu không thuộc. Rồi, rất là đơn giản ha. Câu C, người ta gọi tập hợp B là tập hợp các số chẵn thuộc tập hợp A, hãy viết tập hợp B theo hai cách. Như vậy chúng ta thấy nè, cách thứ nhất là chúng ta sẽ tùy chúng ta thôi ha. Ở đây cách 1 là người ta sẽ viết bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng. Vậy là B sẽ bằng x sao cho, x là số tự nhiên chẵn thuộc tập hợp A. X là số tự nhiên chẵn thuộc tập hợp A, nghĩa là chúng ta sẽ có là 8, 10, 12 và 14. Và chúng ta với cái điều kiện gì? Với A bằng, chúng ta lưu ý chỗ này nha. Với A bằng, rồi chúng ta liệt kê các phần tử thuộc tập hợp A ra. Vậy khi cái cách 1 này chúng ta nhìn vô thì chúng ta sẽ hiểu như thế nào? Trước tiên cái x này á, nó phải thuộc cái A, đúng chưa? Và nó có một cái đặc điểm, nó là phải là số chẵn. Tại vì trong cái tập hợp A có số lẻ, số chẵn. Vậy là chúng ta sẽ liệt kê ở cách 2 là 8, 10, 12 và 14. Đó là cách số 2. Rất là đơn giản ha. Rồi, chúng ta đến với phần vận dụng. Người ta cho chúng ta quảng cáo khuyến mãi cuối tuần ở một cái siêu thị. Người ta kêu chúng ta là hãy viết tập hợp các sản phẩm được giảm giá trên 12.000 đồng mỗi kg, trên 12.000. Như vậy các bạn sẽ lấy cái giá màu vàng á, cái giá gốc, các bạn sẽ trừ cho cái giá chỗ màu đỏ. Các bạn coi coi cái chỗ nào mà trên 12.000 thì các bạn sẽ để vô cái tập hợp là các sản phẩm được giảm giá. Các bạn có thể gọi A là tập hợp các sản phẩm được giảm giá trên 12.000 gì đó. Rồi các bạn sẽ viết ra bằng cách liệt kê hoặc là bằng cách
chỉ là tính chất trừ nha. Rồi vậy chúng ta sẽ có phần giải như thế nào đây. Rồi thầy gọi tập hợp G là tập hợp các sản phẩm được giảm giá trên 12.000. Như vậy chúng ta sẽ có là gì? Xoài nè, rồi chấm phẩy, cá chép à, rồi xoài thì giảm giá 16.000, cá chép thì giảm giá 14.000 à, rồi và cuối cùng là gà, gà giảm giá 99 trừ cho 18 à, 99 trừ cho 68 à, như vậy là cũng trên 12.000 luôn. Rồi như vậy chúng ta thấy là có ba cái sản phẩm giảm giá trên 12.000 là xoài, cá chép và gà à, rồi rất là đơn giản. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bài tập. Người ta sẽ cho chúng ta D là tập hợp các số tự nhiên vừa lớn hơn 5 và vừa nhỏ hơn 12. Lớn hơn 5 như vậy chúng ta sẽ thấy bắt đầu từ 6, nhỏ hơn 12 có nghĩa là từ 6 đến 11. Đúng chưa? Rồi như vậy người ta kêu chúng ta là viết tập hợp D theo hai cách. Rồi chọn ký hiệu thuộc, không thuộc, thích hợp để điền vô cái dấu chấm hỏi này. Vậy trước tiên chúng ta phải viết tập hợp D theo hai cách trước cái đã, rồi chúng ta mới điền cái ký hiệu thuộc, không thuộc vô. Rồi. D bằng x à, sao cho x là số tự nhiên và x lớn hơn 5, nhỏ hơn 12. Rồi cách 2 là chúng ta sẽ liệt kê ra là từ 6 đến 11 như thầy nói. Rồi như vậy chúng ta dễ dàng điền vô được ký hiệu là 5 thì sao các em? Không thuộc D. Rồi 7 thuộc D, 17 không thuộc D, 0 không thuộc D và 10 thuộc D. Đơn giản ha, chúng ta nhìn vô cái tập hợp D rồi chúng ta kể ra thôi. Rồi đó là câu số 1. Câu số 2. Cho B là tập hợp các số tự nhiên lẻ và lớn hơn 30. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào là sai? Rồi, như vậy các em thấy là chúng ta sẽ viết ra, câu này chúng ta sẽ viết ra ha. Lẻ mà nhỏ, thầy xin lỗi, nhặt lẻ và lớn hơn 30, như vậy sẽ bắt đầu từ 31. À, sẽ bắt đầu từ 31. B là tập hợp các số tự nhiên lẻ và lớn hơn 30, vậy sẽ bắt đầu từ 31. Như vậy chúng ta thấy 31 thuộc B là đúng, chính xác nè. 32 thuộc B sai. Vì sao? B là gì? Số lẻ mà 32 là số chẵn cho nên B là không thuộc B mới đúng, như vậy câu B sai. Đó, rồi câu C, 2002 không thuộc B, đúng. Tại vì 2002 là số chẵn thì nó không thuộc tập hợp B. Rồi, câu D, 2003 không thuộc B là sai, 2003 thuộc B mới đúng, tại vì 2003 là nó là số lẻ mà lớn hơn 30. À, cho nên chúng ta chốt lại là câu A với câu C là đúng và câu B với câu D là sai. Rồi, xem ha. Rồi, B, x là số tự nhiên lẻ lớn hơn 30. À, rồi, từ đó chúng ta suy ra. Rồi, câu số 3. Người ta kêu chúng ta hoàn thành bảng dưới đây và vỡ theo mẫu. Vậy chúng ta sẽ kẻ vào hai cột. Một bên là tập hợp cho bởi cách liệt kê, còn một bên là tập hợp cho bởi tính chất đặc trưng. Rồi, vậy người ta có làm mẫu với chúng ta nè. H bằng 2, 4, 6, 8, 10. Như vậy tính chất đặc trưng của nó là gì? H là tập hợp các số tự nhiên chẵn khác không và nhỏ hơn 11. Rồi như vậy ở thầy tạm gọi là ý B tiếp theo. Người ta cho tính chất đặc trưng là M là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 5. Như vậy chúng ta có thể dự đoán được là M sẽ gồm các số từ mấy? Từ 0 cho đến 14. Xem thử ha. Đây, chính xác M từ 0, 1, 2 đến 14. Rồi. Thầy tạm gọi ý tiếp theo là ý C. Tập hợp B bằng 11, 13, 15, 17, 19, 21. Như vậy chúng ta thấy tập hợp này là các số lẻ và các số lẻ này sao? Lớn hơn 10, nhỏ hơn 22. Rồi. Rồi.
lớn hơn 9 và nhỏ hơn 22. Rồi, B bằng 11, 13, 15, 17, 19, 21. B là tập hợp các số tự nhiên gì? Lẻ, lớn hơn 9 và nhỏ hơn 22. Rồi. Và câu ý cuối cùng, X là tập hợp các nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Như vậy chúng ta sẽ kể ra X bằng 11 nước ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11. Đông Timor là nước sau cùng ha. Rồi. Và cuối cùng là câu số 4. Viết tập hợp T gồm tên các tháng dương lịch trong quý 4, 3 tháng cuối năm. Trong tập hợp T, những phần tử nào có số ngày là 31? Như vậy chúng ta thấy 3 tháng cuối năm là tháng 10, tháng 11, tháng 12, nó sẽ thuộc quý 4 là quý cuối cùng. Như vậy chúng ta thấy là có 2 tháng có 31 ngày là tháng 10 với tháng 10, 12. Rồi như vậy chúng ta sẽ viết tập hợp là T bằng tháng 10, chấm phẩy tháng 11, chấm phẩy tháng 12. Và những phần tử có 31 ngày là như thầy nói tháng 10 và tháng 12. Rồi, như vậy chúng ta thấy là sau bài này chúng ta đã biết cách sử dụng thuật ngữ tập hợp. Rồi chúng ta nhận biết được một có phần tử thuộc hay là không thuộc tập hợp. Rồi chúng ta biết cách cho một tập hợp, biết sử dụng ký hiệu thuộc và ký hiệu không thuộc. Rồi đó là nội dung của bài số 1. Thì hẹn gặp lại các em ở bài số 2. Xin chào các em.